Ok, chào bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn cái loại lối nhanh dùng cho các cái luống thanh long để các bạn lối đèn ở trong các cái luống trồng cây thanh long ấy, hoặc là trồng hoa cúc. Thì các bạn biết rồi đây thì thanh long hay là trồng hoa thì người ta rất quan trọng về cái ánh sáng. Nhà bạn nào làm thì các bạn đã biết rồi. Cái quá trình mà các bạn đấu lối các cái dây đèn, các cái dây điện vào các cái bóng đèn rất là mất thời gian. Chính vì thế thì các bạn sẽ sử dụng các cái nối nhanh như này. Nó có một cái ưu điểm là cái dây điện chính của các bạn thì các bạn sẽ cắm trực tiếp cái lối nhanh này vào, và sau đó các bạn nối các cái dây rẽ nhánh nó vào. Ví dụ một cái dây này các bạn cần câu ra dây lửa, xong các bạn dùng một cái lối nhanh khác và các bạn câu ra dây nguội thì nó rất là nhanh. Và một cái ưu điểm nữa của cái này là nó rất là chặt các bạn. Nó rất là chắc nha. Thì các bạn đây là các bạn sẽ thấy một cái miếng kim loại như này. Cái này mà khi các bạn bấm kim nó vào, bấm từ trên nó xuống, khi nào tí nữa mình sẽ làm cái thực hành mình kẹp cái dây điện. Các bạn bấm từ trên xuống thì nó sẽ cắt trực tiếp qua cái vỏ dây điện luôn. Cắt trực tiếp qua vỏ dây điện và nó tiếp xúc với lõi đồng. Có những bạn sẽ đặt câu hỏi là thế thì khi nó cắt qua như này thì nó có bị đứt cái lõi đồng hay không? Thì cũng xin thưa với các bạn luôn là tùy theo cái kích thước của cái lõi dây đồng mà các bạn sẽ chọn cái lối nhanh đó phù hợp. Còn nếu mà các bạn dùng dây to như này mà các bạn dùng các cái lối nhanh nó bé, thì đây là cái khe hở này nó bé này, thì chắc chắn là các bạn bóp vào nó rất là chặt, và các bạn cố bóp thì nó sẽ đứt bớt một số cái lõi dây đồng này ra để nó luồn được vào cái khe này. Nên là các cái dây to từ 2,5 đến 4,0 các bạn phải dùng cái màu vàng như này này. Đấy, kích thước thì nó mới vừa. Thì cái khe này các bạn sẽ thấy, nhìn ở trên cái máy quay các bạn sẽ thấy là nó cũng to hơn cái màu đỏ và màu xanh. Đấy. Thì ba cái này thì nó sẽ có kích thước, ví dụ như cái màu đỏ này sẽ dùng cho dây từ 0,5 đến 1,5. Còn cái màu xanh này dùng cho dây từ 0,75 đến 2,5. Và cái loại màu vàng này là dùng cho dây từ 2,5 đến 4 mm. 4 mm là dây rất là to rồi các bạn, dùng cả luống thanh long thoải mái rồi. Đó. Còn về giá cả thì các bạn nên, bạn nào mà làm mà mua số lượng nhiều dùng cho hoa cúc, dùng bắc đèn hoa cúc, bắc đèn trang trí, bắc đèn cho thanh long thì các bạn sẽ tính theo nghìn cái. Một túi của nó sẽ là 500 cái. Thì các bạn mua nghìn cái nó sẽ rẻ nhé, còn bạn nào mua lẻ thì nó sẽ đắt. Tại vì sao? Là cái chi phí đóng gói các thứ nó sẽ cao hơn. Đấy, còn các bạn nên mua cái cả túi luôn thì nó sẽ rẻ hơn. Rồi còn về cách nối thì các bạn thấy đây là một cái dây lõi 2,5, mình đo xem nào. Cái này 1,5. Đây mình sẽ đo qua cái dây này nhé. Dây này lõi 1,5 các bạn ạ. Dây lõi 1,5. Đúng 1,5 rồi, cứ sợ thước bị sai. 1,5 thì các bạn dùng, kể cả các bạn dùng cho cái từ 2,5 đến 4,0 này đều được luôn. Cái này chỉ có dùng cái dây mà lõi 0,75 thì nó không phù hợp thôi, tại vì sao? Nó nhỏ quá. Nhỏ thì không may cái này này, khi các bạn bấm tiếp xúc kim loại mà nó lại lọt thì nó gây cho chập chờn cái bóng đèn ấy. Còn các bạn dùng dây lõi 1,5 này vào cái này nó vẫn được. Nó gọi là dư sức. Còn để mà chuẩn thì các bạn nên dùng cái màu xanh như này thì nó chặt luôn này. Đấy, các bạn thấy là mình xỏ ngang nhé, còn tí là cái cách làm thì không có xỏ ngang như này. Đấy, các bạn thấy là cả vỏ thì nó sẽ vừa như này này. Đấy, nó sẽ vừa khít đấy. Vừa khít thì nó lại vừa tránh cả cái vấn đề là nước hay cái gì nó lọt vào trong luôn. Thì các bạn nên chọn cái dây là phù hợp. Đấy, còn đây này. Còn khi mà các bạn đầu lối nhá thì các bạn phải mở kẹp nhanh này ra. Mở cái lối này ra. Các bạn dùng một cái miếng kim loại cũng được, khi bạn lối làm nhiều ấy bạn dùng kim loại các bạn banh cái này nó to ra, sau đó là các bạn luồn ấn nó vào dây này thì nó dễ hơn. Rồi đây ví dụ một cái dây chính nó như này nhé, dây chính như này đấy, các bạn cầm cái lối nhanh như này nhé, các bạn ấn nó vào đây, dưới đây có khe rồi, các bạn ấn đấy, các bạn ấn nó vào cái lớp đầu tiên ấy, nó chỉ có một lớp ấy nha, tại vì đây là nó không có để treo dây, mình lại phải vừa dùng tay giữ dây vừa thực hiện, nên các bạn nhìn thì nó sẽ hơi bị lủng củng một tí. Đấy, các bạn lưu ý là nó nằm ở vị trí ngoài đấy nhé. Còn các bạn đừng ấn vào trong, ở trong này các bạn sẽ thấy nó có cái bịt này.
Cái bịt này không phải tự nhiên người ta làm thừa đâu mà nó có mục đích riêng nhé. Rồi sau khi cái này, cái bịt này chính là để các bạn luồn cái dây nhánh này này. Các bạn lưu ý là cái này phải cắt cái đầu ấy đi nhá. Đừng để cái đầu này nó thòi ra này. Rồi mình cứ nói luôn này. Cái này các bạn luồn nó vào đây. Đấy thì nó sẽ bị bịt cái này nó dính này, giữ lại này. Giữ không cho cái đầu dây điện nói ra. Thì các bạn lưu ý là phải cắt hết các cái đầu đồng nó thòi ra như này. Không lúc chạm đây nó giật. Đấy phải cắt bằng nó đi. Rồi bạn nào quan sát thì sẽ biết cắt bằng nó. Thế cắt bằng thế này làm sao tiếp xúc thì các bạn phải cắt bằng đã. Cắt bằng nó nhá. Sau đó là các bạn bóp cái này thì nó tự cắt vào lõi dây đồng và nó tiếp xúc điện. Đấy các bạn lưu ý như thế. Và bạn nào làm chưa quen thì sau này các bạn mua về các bạn dùng nhiều thì nó sẽ quen. Còn cái này người ta đã thiết kế công nghiệp rồi, thiết kế để dùng chuyên nghiệp luôn rồi. Các bạn yên tâm. Mặc định là nó sẽ dùng được. Đấy, chỉ có là dùng nhanh hay dùng chậm. Cái tác dụng nó như nào thì do cái cách của các bạn làm và các bạn rút kinh nghiệm ra. Mất mấy cái đầu là nó hơi bị lóng cóng một tí thôi. Còn làm quen một cái thì nó lại rất là nhanh. Rồi, đây nhá. Sau khi các bạn ấn nó vào, nhớ ấn cái màu xanh này này. Cái dây dãy nhánh này này. Các bạn ấn sát nó vào. Ấn sát nó vào cái chặn này nhá. Sau đấy là các bạn dùng cái kìm này các bạn bóp. Đấy, lưu ý cho mình là phải bóp. Khi đầu lối thì dây nó treo nhá. Còn đây là mình đang quay video. Các bạn cứ bóp nó vào. Bóp đi. Bóp đây này. Đấy, nó thu xuống rồi đấy. Bóp đi. Bóp vừa phải thôi là nó tự cắn vào, cắn xuyên qua dây rồi. Đấy, các bạn thấy không? Bóp này nó thụt luôn rồi này. Thế nào nó cắt luôn qua dây này. Các bạn nhìn xuyên vào đây thì sẽ thấy nó cắt hơi bẻ. Đấy, cái miếng kim loại này nó cắt xuyên qua cái vỏ dây và nó tiếp xúc với lõi dây. Từ đấy là nó sẽ ở hai cái dây này nó có nối nhau bằng cái kim loại này luôn. Nên chính cái miếng kim loại này là cái dẫn điện. Rồi bây giờ các bạn bấu hồi chạm này nó giật giật giật. Ừ đồng ý. Bẻ cái này vào. Người ta thiết kế người ta tính rồi. Nhựa này là nhựa dẻo nhá. Nhựa cách điện dẻo. Chịu va đập. Đấy các bạn bẻ vào nó sẽ có những cái. Có cái móc để nó cố định này. Bẻ tiếp vào. Bẻ vào. Đấy các bạn cứ bẻ vào đi. Đấy sau khi các bạn bẻ vào thì nó chắc như này. Đây nó có cái ngàm cố định đi rồi. Đó. Thì đấy, đây là cái cách để các bạn làm rất là nhanh, rất là chắc. Câu kéo điện thoải mái luôn. Đây các bạn đồng ý chưa? Đây dây chính đây thì các bạn cứ làm và các bạn cứ lối thoải mái đi. Đó. Thì đây là một cái, nếu mà các bạn dùng nõ nhỏ thì các bạn mua cái màu đỏ. Đấy, hoặc là cái màu xanh này thì dùng từ 0,75 đến 2,5 như mình vừa lúc nãy mình nói. Đỏ này từ 0,5 đến 1,5, vì sao là cái kẽ này nó bé này. Cái miếng kim loại chỗ này nó bé. Cái khe này nó bé nên dùng cho cái dây điện nõ nhỏ. Đó, đó là cái cách để các bạn làm cho nó nhanh. Kết nối nó nhanh, nó hiệu quả cho công việc. Chứ còn để mà nối cho cả một vườn thanh long số lượng rất là nhiều thì các bạn mất thời gian lắm. Mà các bạn có quấn băng dính điện hay các bạn làm cái cách nào đấy thì nó cũng tốn chi phí thôi. Còn cái này thì nó làm chuyên nghiệp hơn thì nó tốn hơn một tí. Nhưng mà nó bền và nó nhanh. Còn sau này các bạn dùng tái sử dụng thì phải xem cách các bạn cậy cái này lên này. Rồi các bạn rút cái sắt nhưng mà các cái đấy làm rút ra nó cũng lâu. Các bạn đã mua 500 cái thì giá nó có mấy trăm đồng thôi. Còn bạn nào mua lẻ thì giá nó sẽ hơn 1.000 đồng. Cái to này sẽ đắt hơn nhé. Cái to này các bạn sẽ dùng cho cái nhánh chính. Còn đa số mọi người sẽ dùng cái màu lam và cái màu đỏ này thôi. Là hai cái dùng để câu ra bóng đèn của mấy chục watt thoải mái. Bạn nào bảo là thì mấy trăm watt chịu được không? Thoải mái luôn. Dây nọ đến 1,5 này nó còn cân được mà. Lên tận 4.0 nó còn được. Nó chịu được mấy nghìn watt đấy. Cái màu vàng này này. Rồi ok các bạn nhé.